Chào các em. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em chuyên đề lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu các cách thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Thế thì để thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ có 3 cách. Cách thứ nhất, dựa vào thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố. Nếu gọi công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ là CXHIOZNT, trong đó XYZT là những số nguyên dương. Chúng ta có sơ đồ CXHIOZNT, ta ra XCIHZN, cô xin lỗi, ZO và TN. Khối lượng mol phân tử hợp chất hữu cơ sẽ là M lớn, tương ứng với tỷ lệ phần trăm là 100%. Thì khối lượng của carbon sẽ là 12x, tương ứng với tỷ lệ phần trăm của carbon. Khối lượng của hydro sẽ là 1 nhân cho y, tương ứng với tỷ lệ phần trăm của hydro. Khối lượng oxy sẽ là 16z, tương ứng với tỷ lệ phần trăm của oxy. Và khối lượng của nitơ sẽ là 14T, tương ứng với phần trăm nitơ. Từ đó, chúng ta sẽ lập được tỷ lệ M lớn trên 100% sẽ bằng 12x trên phần trăm carbon sẽ bằng y 1,0 nhân y, có nghĩa là bằng y chia cho phần trăm hydro, bằng 16z chia cho phần trăm oxy và bằng 14T chia cho phần trăm nitơ. Từ cái tỷ lệ này, chúng ta sẽ suy ra được x sẽ bằng M lớn nhân cho phần trăm C chia 12 nhân 100%. Y sẽ bằng M lớn nhân phần trăm H trên 1 nhân cho 100%. Z sẽ bằng M lớn nhân cho phần trăm O chia cho 16 nhân 100%, và T sẽ bằng M lớn nhân phần trăm N chia cho 14 nhân cho 100%. Sau khi chúng ta đã tìm được X, Y, Z, T, chúng ta thay thế các giá trị này vào công thức tổng quát CXHIOZNT thì chúng ta sẽ suy ra được công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Đây là cách thứ nhất để chúng ta lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Thì với cách này chúng ta phải tìm được phần trăm của các nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ và chúng ta phải biết được khối lượng mol phân tử M lớn của hợp chất hữu cơ. Bây giờ chúng ta đi sang cách thứ hai để thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Đấy là thông qua công thức đơn giản nhất. Thì để làm theo cách này, chúng ta trình tự thực hiện các bước như sau. Bước thứ nhất, chúng ta phải đi tìm khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ như là MC, MH, MO, vân vân. Hoặc là chúng ta xác định phần trăm về khối lượng các nguyên tố, phần trăm C, phần trăm H, phần trăm O, vân vân. Bước thứ hai, đấy là chúng ta phải tìm tỷ lệ số nguyên tử các nguyên tố và tỷ lệ này là tỷ lệ nguyên và tối giản. Thì chúng ta sẽ tìm tỷ lệ bằng cách là gì? X chia Y chia Z chia T nó sẽ bằng MC chia 12 sẽ bằng chia cho MH chia 1 chia cho MO chia 16 và chia cho MN chia 10, 14. Hoặc X chia Z chia T nó sẽ bằng NC chia NH chia NO và chia NN. Hoặc chúng ta dựa vào phần trăm về khối lượng chúng ta có X chia Y chia Z chia T nó sẽ bằng phần trăm C chia 12, phần trăm H chia 1, phần trăm O chia 16 và phần trăm N chia 10, 14. Như vậy chúng ta đã tìm được cái tỷ lệ x chia z chia t rồi. Chúng ta giả sử tỷ lệ này sẽ bằng a chia b chia c chia d. Thì ta sẽ được công thức nguyên đó là
CAHBOCND, tất cả n lần với n lớn hơn hoặc bằng 1. Từ đó, khi mà chúng ta có được khối lượng mol nguyên tử m lớn thì chúng ta sẽ suy ra được gì? 12A cộng B cộng 16C cộng 14D tất cả nhân cho n thì bằng m lớn. Và chúng ta sẽ suy ra được n. N sẽ bằng m lớn chia cho 12A cộng B cộng 16C cộng 14D. Thì chúng ta suy ra được công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Như vậy, cái cách thứ hai, chúng ta cũng phải tìm khối lượng các nguyên tố và hoặc là phần trăm về khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất. Và chúng ta dựa vào khối lượng, chúng ta tìm tỷ lệ số nguyên tử các nguyên tố x chia cho z chia t. Và từ tỷ lệ đó chúng ta suy ra được cái công thức đơn giản nhất, và từ đó chúng ta suy ra được công thức phân tử. Thế bây giờ cái cách thứ ba, chúng ta lập công thức phân tử, đấy là tính trực tiếp từ khối lượng sản phẩm đốt cháy. Thế để làm theo cách này, chúng ta phải viết phương trình phản ứng cháy. Ta có, nếu như hợp chất hữu cơ có công thức tổng quát là CXHIOZ, phản ứng đốt cháy sẽ cộng với oxy sẽ tạo ra CO2 và nước. Chúng ta cân bằng với phương trình tổng quát này. Nên là cái hệ số oxy sẽ là x cộng với y trên 4 trừ z trên 2. CO2 sẽ là x và nước sẽ là y trên 2. Nhìn vào phương trình, chúng ta sẽ có, nếu đốt cháy 1 mol hợp chất hữu cơ CXHIOZ thì nó sẽ tạo ra x mol CO2 và y trên 2 mol nước. Còn khi đốt cháy n là số mol hợp chất hữu cơ A, sẽ thu được số mol CO2 tương ứng n CO2 và số mol nước là n nước. Thì từ phương trình và bài ra cho thì chúng ta sẽ suy ra được tỷ lệ 1 trên cho Na sẽ bằng x chia cho NCO2 sẽ bằng y chia cho 2 nhân cho N nước. Từ đó chúng ta sẽ tìm ra được x, y. Và sau khi chúng ta tìm ra được x, y rồi, chúng ta sẽ suy ra được z. Z sẽ bằng khối lượng mol phân tử hợp chất hữu cơ Mi trừ cho khối lượng carbon là 12x cộng với khối lượng hydro y và chia cho 16. Chúng ta sẽ tìm ra được z và thay thế x, y, z vào công thức tổng quát, chúng ta sẽ suy ra được công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Như vậy, cô đã giới thiệu với các em ba cách để chúng ta thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Trong ba cách này thì hai cách đầu chúng ta thường dùng nhất. Thì để lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ theo các cách, chúng ta phải có được một số cái dữ kiện cần thiết. Thì ở đây cô sẽ cho chúng ta biết một số cái phương pháp xác định khối lượng mol phân tử của chất khí. Cái phương pháp thứ nhất để xác định khối lượng mol phân tử của chất khí, đấy là phương pháp dựa vào tỷ khối hơi của khí A so với khí B. Nếu như cô ký hiệu tỷ khối hơi của A so với B, đấy là DA trên B, thì nó sẽ bằng m lớn A chia m lớn B. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được m lớn A sẽ bằng mb nhân cho D của A so với B. Như vậy, m lớn A là khối lượng của phân tử hợp chất hữu cơ, thì chúng ta dựa vào tỷ khối so với khí B, ở đây là bài ra sẽ cho cụ thể, thì chúng ta sẽ suy ra được m lớn A. Phương pháp thứ hai là chúng ta dựa vào định luật về chất khí, là nếu như thể tích của khí A bằng với thể tích của khí B đo ở cùng điều kiện thì chúng ta sẽ suy ra được số mol của khí A sẽ bằng số mol của khí B, và từ đó suy ra được thì số mol chính là m nhỏ A chia cho m lớn A sẽ bằng
M nhỏ b chia cho M lớn b. Thì từ đó chúng ta sẽ tìm ra được khối lượng mol phân tử của hợp chất hữu cơ. Thứ ba, cô giới thiệu một số biểu thức để chúng ta tính. Thứ nhất, để tính số mol carbon, chúng ta dựa vào số mol của CO2. NC sẽ bằng NCO2, bởi vì trong CO2 có một carbon. Như vậy từ đây chúng ta suy ra MC sẽ bằng MCO2 nhân 12 chia 4, 44. Và hoặc là MC sẽ bằng NCO2 nhân cho 10, 12. Tương tự như vậy, NH sẽ bằng 2 nhân cho N nước. Suy ra MH sẽ bằng M nước nhân 2 chia 10, 18. Hoặc là MH sẽ bằng NH bằng 2 nhân cho N, N nước. Còn tính N của nitơ, nếu như bài ra cho thể tích của nitơ ở điều kiện tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ tính được số mol nitơ sẽ bằng V của nitơ chia 22,4. Từ đó chúng ta suy ra được M của nitơ sẽ bằng V nitơ chia 2,4 nhân cho 2, 28. Và sau khi chúng ta tìm được MC, MH, MN thì chúng ta suy ra được MO sẽ bằng khối lượng hợp chất hữu cơ trừ cho MC, MH, M, MN. Chúng ta sẽ tìm được M, MO. Thì đấy là một số biểu thức để tính khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ. Từ khối lượng này thì chúng ta có thể suy ra được phần trăm. Phần trăm của C sẽ bằng gì? MC nhân cho 100 và chia cho A. A này chính là khối lượng của hợp chất hữu cơ. Tương tự như vậy, phần trăm H sẽ bằng MH nhân 100 chia A. Phần trăm N sẽ bằng MN nhân 100 chia A. Và đương nhiên phần trăm O chúng ta sẽ lấy 100% trừ cho phần trăm của các nguyên tố chúng ta đã biết ở trên, là trừ cho phần trăm của C cộng H cộng N thì chúng ta sẽ tìm được phần trăm O. Thì trong đây chúng ta nhớ cho cô A chính là khối lượng hợp chất hữu cơ. Như vậy cô đã giới thiệu với các em cái cách thiết lập và một số biểu thức để chúng ta tính. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em làm một số bài tập. Chúng ta đi bài thứ nhất. Oxy hóa hoàn toàn 6,2 gam hợp chất hữu cơ X. Người ta thu được 5,4 gam nước và 4,48 lít CO2. Như vậy câu A thì yêu cầu xác định công thức đơn giản nhất của X. Câu B xác định công thức phân tử X. Biết rằng tỷ khối hơi của X so với hydro là 31. Như vậy khi đọc đề chúng ta phải xác định hợp chất hữu cơ này có những nguyên tố nào. Khi đốt cháy oxy hóa hoàn toàn hợp chất hữu cơ X thì thu được nước, có nghĩa trong nước có hydro và oxy, và 4,48 lít CO2, có nghĩa là cũng có carbon và oxy. Như vậy oxy hóa thì cần oxy. Như vậy dựa vào đây chúng ta có thể suy ra trong hợp chất hữu cơ này sẽ có hydro, chắc chắn có carbon. Ngoài ra có thể có oxy. Như vậy để làm bài này thì trước hết chúng ta phải tính khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ. Như vậy chúng ta dựa vào các cái công thức chúng ta sẽ tính được. Thứ nhất là bài ra cho 4,48 lít CO2. Như vậy chúng ta sẽ tính được số mol CO2 sẽ bằng V chia 2,4, bởi vì thể tích này đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Như vậy sẽ bằng 4,48 lít chia 2,4 bằng 0,2 mol. Chúng ta suy ra được MC sẽ bằng N của CO2 nhân cho 12 sẽ bằng 0,2 nhân 12 và bằng 2,4 gam. Chúng ta tính được số mol nước sẽ bằng M nhỏ chia M lớn sẽ bằng 5,4 chia 18 bằng 0,3. Như vậy chúng ta suy ra M hydro sẽ bằng N của nước nhân 2 sẽ bằng 0,3 nhân 2 bằng 0,6 gam. Và chúng ta suy ra MO, bởi vì chúng ta nhận định là trong hợp chất hữu cơ này chắc chắn là có carbon, có hydro, có thể có oxy.
Thế bây giờ chúng ta tính MO bằng cách lấy M của hợp chất hữu cơ 6,2 trừ cho MC với MH chúng ta tính ở trên. Thì chúng ta sẽ tìm ra được 6,2 trừ cho 2,4 cộng 0,6 nha, 2, mở ngoặc 2,4 cộng 0,6 đóng ngoặc. Thì chúng ta sẽ tìm ra được MO bằng 3,2 gam. Như vậy trong hợp chất hữu cơ này sẽ có 3 nguyên tố carbon, hydro và O, oxy. Chúng ta đi câu A. Chúng ta gọi cái hợp chất hữu cơ X này có công thức tổng quát đó là CXHIO OZ. Chúng ta sẽ tìm tỷ lệ X chia Y chia Z sẽ bằng MC chia 12, MH chia 1 và MO chia 10, 16. Chúng ta thay số vào chúng ta sẽ được 2,4 chia 12, 0,6 chia 1 và 3,2 chia 10, 16 sẽ tương ứng với 0,2 chia 0,6 chia 0,2 và bằng 1 chia 3 chia 1. Bởi vì cái tỷ lệ này phải là tỷ lệ nguyên và tối giản. Sau khi chúng ta tìm được 0,2 chia 0,6 chia 0,2, muốn tìm tỷ lệ nguyên thì chúng ta thấy 0,2, 0,6, 0,2 đều chia cho 0,2 để ra được 1, 0,2 chia 0,2 được 1, 0,6 chia 0,2 được 3, 0,2 chia 0,2 được 1. Như vậy từ cái tỷ lệ nguyên tối giản chúng ta suy ra được công thức đơn giản nhất của X sẽ là CH3O. Từ công thức đơn giản nhất này chúng ta sẽ đi giải câu B là xác định công thức phân tử của X. Và bài này biết tỷ khối hơi của X so với hydro là 31. Như vậy khi biết tỷ khối hơi của X so với hydro là 31, chúng ta sẽ tìm ra được khối lượng mol phân tử của X. Vậy để giải câu B, đầu tiên chúng ta phải tìm khối lượng mol phân tử của X, M lớn X sẽ bằng D nhân cho M lớn hydro. Và D bài ra cho 31, chúng ta lấy 31 nhân 2 sẽ bằng 62 gram trên mol. Sau khi chúng ta có công thức đơn giản nhất đấy là CH3O, chúng ta suy ra công thức phân tử của nó là CH3O tất cả n, n lần. Như vậy chúng ta suy ra khối lượng mol phân tử X, MX sẽ bằng 12 cộng với 3 cộng với 16 tất cả nhân cho n bằng 6,2. 12 này chính là khối lượng carbon, 3 là khối lượng của 3 nguyên tử hydro, 16 là khối lượng của oxy. Chúng ta suy ra được n bằng bằng 2. Vậy chúng ta suy ra công thức phân tử X sẽ là CH3O tất cả 2 lần, hay là nhân 2 vào chúng ta có C2H6O2. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bài số 2. Bài 2 cũng tương tự bài 1. Oxy hóa hoàn toàn 12 gram hợp chất hữu cơ A, người ta thu được 7,2 gram nước và 8,6 lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Câu A xác định công thức đơn giản nhất của A. Câu B xác định công thức phân tử A, biết tỷ khối hơi của A so với không khí là 2,069. Như vậy, cũng tương tự bài 1, để giải bài này, đầu tiên chúng ta phải tìm số mol CO2. Số mol CO2 bài ra cho là 8,96 lít. Như vậy chúng ta chia 2,4 sẽ bằng 0,4 mol. Chúng ta suy ra MC sẽ bằng 0,4 nhân 12 bằng 4,8 gam. Số mol nước ở đây là bằng, áp dụng công thức bằng M nhỏ chia M lớn. M nhỏ của nước bài ra cho 7,2 gam chia M lớn nước 18 sẽ bằng 0,4 mol. Như vậy chúng ta suy ra MH sẽ bằng 2 nhân 0,4 bằng 0,8 gam. Và MO sẽ bằng A là 12 trừ cho MH và MC. MC 4,8, MH 0,8. Như vậy MO sẽ bằng 0,6 gam. Sau khi chúng ta tìm được khối lượng MC, MH, MO thì chúng ta gọi công thức tổng quát hợp chất hữu cơ là CXHIO OZ. Chúng ta có tỷ lệ
x chia y chia z sẽ bằng 4,8 chia 12 chia cho 0,8 chia 1 và 6,4 chia 10, 16 tương ứng với tỷ lệ 0,4 chia 0,8 chia 0,4 sẽ bằng 1 chia 2 chia 1. Chúng ta suy ra công thức đơn giản nhất của A sẽ là CH2O. Cũng tương tự bài trên, chúng ta biết là tỷ khối của A so với không khí bằng 2,69, mà M lớn của không khí là M trung bình của không khí là 20, 29. Như vậy chúng ta sẽ suy ra được khối lượng mol phân tử A sẽ là M lớn A sẽ bằng D nhân cho M không khí 2,069 nhân 2,29 sẽ bằng 60 gam trên mol. Từ cái công thức đơn giản nhất CH2O, chúng ta suy ra công thức phân tử của nó đấy là CH2O tất cả N lần. Từ đây chúng ta suy ra M lớn A sẽ bằng 12 carbon là của carbon hydro 2 và oxy 10, 16, 12 cộng 2 cộng 16 tất cả nhân N thì bằng M lớn A bằng 6, 60. Chúng ta suy ra N bằng 2. Vậy công thức phân tử của A sẽ là CH2O tất cả 2 lần hay C2H4O O2. Như vậy với bài số 2 chúng ta thấy cũng cách làm cũng hoàn toàn tương tự bài 1. Chúng ta dựa vào cái công thức đơn giản nhất để chúng ta lập công thức phân tử. Chúng ta đi qua ví dụ thứ 3, bài toán 3. Oxy hóa hoàn toàn 1,56 gram hợp chất A, người ta thu được 5,28 gram CO2 và 1,08 gram nước. Câu A cũng xác định công thức đơn giản nhất của A. Câu B xác định công thức phân tử của A, biết tỷ khối hơi của A so với không khí 2,69. Như vậy bài này người ta không cho thể tích CO2 mà người ta cho khối lượng CO2. Chúng ta nhớ là 5,28 gram CO2. Ở nếu như bạn nào đọc không kỹ đề ra thì chúng ta sẽ nhầm ở đây là cũng áp dụng công thức là V chia 2,4 sẽ cứ như vậy chúng ta làm thì chúng ta sẽ sai. Mà ở đây người chúng ta đọc kỹ chúng ta sẽ thấy là bài ra cho khối lượng CO2 5,28 gram. Cho nên chúng ta sẽ tìm được số mol CO2 sẽ là bằng M nhỏ chia M, M lớn. Sẽ là 5,28 chia 44 sẽ bằng 0,12 mol. Yeah. Chúng ta suy ra MC sẽ bằng 0,12 nhân 12 bằng 1,44 gam. Số mol nước bằng 1,08 chia 18 bằng 0,06 mol. Chúng ta suy ra MH sẽ bằng 2 nhân 0,06 bằng 0,12 gam. Như vậy MO sẽ bằng MA trừ cho MC cộng với MH. Nhưng trong bài này MO sẽ bằng 1,56 trừ 1,44 cộng cho 0,12 và MO bằng 0. Đến đây nhiều bạn sẽ thắc mắc MO bằng 0 thì chúng ta làm thế nào? Đến đây MO bằng 0 có nghĩa là trong hợp chất hữu cơ này không có oxy. Do đó câu A chúng ta gọi hợp chất A có công thức tổng quát sẽ là CXHI. Như vậy nó sẽ không có các nguyên tố khác ngoài carbon và hydro. Chúng ta cũng lập tỷ lệ X chia Y sẽ bằng MC chia 10, 12 MH chia 1. Nó sẽ bằng 0,12 chia 0,12 và tương ứng với 1 chia 1. Như vậy công thức đơn giản nhất của A sẽ là CH. Và cũng từ công thức đơn giản nhất CH chúng ta suy ra công thức phân tử. Thì để suy ra công thức phân tử, đầu tiên chúng ta cũng tìm M lớn A sẽ bằng D nhân cho M của không khí, bởi vì bài ra cho tỷ khối hơi của A so với không khí. Như vậy chúng ta suy ra MA sẽ bằng 2,69 nhân cho 29 bằng 78 gam trên mol. Từ công thức đơn giản nhất CH chúng ta suy ra công thức phân tử là CH tất cả N lần. Chúng ta suy ra MA sẽ bằng 12 cộng 1 tất cả nhân cho N, N
sẽ bằng 78. Như vậy chúng ta suy ra n bằng 6. Vậy công thức phân tử của A sẽ là CH tất cả 6 lần. Và chúng ta nhân 6 vào chúng ta suy ra được đó là C6H6. Chúng ta đi qua bài thứ 4. Đốt cháy hoàn toàn 2,4 gam hợp chất hữu cơ A, thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam nước. Câu A, xác định công thức đơn giản nhất của A. Như vậy câu A cũng tương tự như các bài trên. Nhưng câu B, người ta yêu cầu xác định công thức phân tử A, biết rằng nếu làm bay hơi 1,1 gam chất A thì thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,4 gam khí oxy ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Như vậy chúng ta phải dựa vào cái công thức là khi thể tích của A bằng thể tích của khí B ở cùng điều kiện thì suy ra số mol của khí A sẽ bằng số mol của khí B. Yeah. Như vậy đây người ta cho là M nhỏ của A là bằng 1,1 gam và thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,4 gam oxy. Như vậy chúng ta sẽ tìm được số mol oxy để chúng ta suy ra được số mol A. Đây là đối với câu B. Thì đối với bài này, cách giải bài 1 hoàn toàn tương tự ở các bài trên. Chúng ta sẽ tìm được số mol CO2 bằng M nhỏ chia M lớn, bởi vì trong bài này người ta cho 4,4 gam CO2. Như vậy số mol CO2 sẽ bằng 0,1 mol. Suy ra MC sẽ bằng 0,1 x 12 sẽ bằng 1,2 gam. Số mol nước sẽ bằng 1,8 chia cho 10, 18 sẽ bằng 0,1. Suy ra MH sẽ bằng 2 x 0,1 bằng 0,2. Chúng ta suy ra MO sẽ bằng M nhỏ, cô xin lỗi, bằng A trừ cho MC và MH. Như vậy MO sẽ bằng 2,2 trừ 1,2 cộng 0,2. Như vậy là bằng 0,8 gam. Chúng ta suy ra câu A. Hợp chất A có công thức tổng quát sẽ là CXHIOOZ. Chúng ta có tỷ lệ X chia Z sẽ bằng 1,2 chia 12 chia cho 0,2 chia 1 chia cho 0,8 chia 16 tương ứng với 0,1 chia 0,2 chia 0,05. Như vậy tương ứng với 2 chia 4 chia 1. Từ đó chúng ta suy ra công thức đơn giản nhất sẽ là C2H4O. Đây qua câu B. Muốn tìm M lớn của A, như vậy chúng ta phải tìm số mol của oxy và chính bằng số mol của A. Như vậy số mol A bằng số mol của oxy và bằng khối lượng oxy là bài ra cho 0,4 gam chia cho M lớn oxy là 3,32. Nó sẽ bằng 0,0125 mol. Suy ra M lớn A sẽ bằng M nhỏ chia N. Nó sẽ bằng 1,1 chia 0,0125 bằng 8,8 gam trên mol. Sau khi chúng ta đã tìm được M lớn rồi thì chúng ta sẽ lập được công thức phân tử, đấy là từ công thức đơn giản nhất. Công thức đơn giản nhất ở trên chúng ta lập ra được là C2H4O. Chúng ta suy ra công thức phân tử của nó sẽ là C2H4O tất cả N lần. Suy ra MA sẽ bằng 12 x 2, bởi vì nó là C2H4, có nghĩa là cộng 4 cộng với O là 10, 16 tất cả nhân cho N sẽ bằng 8,88. Ta suy ra N bằng 2. Như vậy công thức phân tử A sẽ là C2H4O2. Ta nhân 2 vào chúng ta sẽ thấy đó là công thức phân tử của A sẽ là C4H8O. Như vậy cô đã hướng dẫn các em một số bài tập lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Bây giờ cô cho bài tập để chúng ta tự giải vào vực bài tập. Cái bài số 5. Oxy hóa hoàn toàn 1,8 gam hợp chất hữu cơ A, thu được 2,64 gam CO2 và 1,08 gam nước. Câu A, xác định công thức đơn giản nhất của A. Câu B, xác định công thức phân tử A, biết tỷ khối hơi của A so với hydro là 30. Như vậy cái bài số 5 này cũng tương tự các bài cô sửa ở trên.
chúng ta làm vào vở bài tập cho cô nhé. Chào các em.